Sắp đến ngày chinh chiến ở Miss Universe 2021, Kim Duyên bất ngờ báo tàn sự, hàng loạt sau việc gửi lời động viên. Trong khi đó, giữa ồn ào trốn qua Mỹ để tránh bảo ra soát từ thiện, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ làm điều đặc biệt cho cố nghệ sĩ Chí Tài và cố nghệ sĩ Phi Nhung nhưng vẫn bị ném đá. Lại liên quan đến những ồn ào của tỉnh thất Bồng Lai, dù liên tục bị bóc phốt nhưng nơi này vẫn kiếm tiền cực khủng, con số được tiết lộ gây choáng ngợp. Về ồn ào trà xanh bất ngờ nóng trở lại khi Hải Tú gây bão mạng xã hội, thì Bảo Trâm vẫn kiên quyết giữ vững một thái độ. Sau khi em rể cũ đòi kiện, chị ruột Hoa hậu Đại Dương Đặng Thu Thảo liên tục tố nhà chồng cũ của em gái vô trách nhiệm, tiết lộ thêm một điều đặc biệt liên quan đến tiền trợ cấp. Tại làng giải trí thế giới, đứng đầu top 1 tìm kiếm trên mạng xã hội Trung Quốc Weibo là thông tin Ngô Diệt Phàm bất ngờ có hành động lạ giữa lúc ngồi tù. Mặt khác ở Hàn Quốc, Nữ thần visual Jisoo và nam tài tử điển trai không gốc chết Chung Hae In gây bão mạng vì nhan sắc cực đỉnh trên bìa tạp chí danh giá. Quý vị và các bạn đang đến với điểm tin giải trí trưa ngày 13 tháng 11 trên Ibis. Sau đây là những thông tin chi tiết. Loạt sau việc chia buồn khi Kim Duyên báo tăng sự trước giờ lên chinh chiến, Á hậu Nguyễn Huỳnh Kim Duyên đang là một trong những cái tên nhận được sự quan tâm của khán giả khi sẽ đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàng phụ Thế giới 2021 vào cuối năm nay. Tuy nhiên, trong lúc người đẹp đang nỗ lực ráo riết luyện tập để tham dự đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh này, thì đột ngột lại nhận tin tăng sự từ gia đình khi ông nội qua đời. Theo đó, trên trang cá nhân của mình, kim duyên đã thay đổi ảnh đại diện sang hình hoa sen trắng để tưởng nhớ người ông của mình dưới phần bình luận hàng loạt nghệ sĩ việt như diễn viên lê nhân nhà thiết kế đỗ mạnh cường hoa hậu đại dương lê âu ngân anh và cả ceo hoa hậu hoàng phủ việt nam bảo hoàng cũng đã gửi lời động viên và chia buồn đến kim duyên Bên cạnh đó, nhiều sao Việt khác như nhà thiết kế Trung Thanh Phong, Cẩm Đan, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, người mẫu Lê Thúy, MC Anh Quân cũng để lại bình luận bày tỏ sự thương cảm đến với nàng Á Hậu khi trước giờ chinh chiến lại đón tang sự. Xin được chia buồn cùng Kim Duyên và hy vọng cô sẽ vượt qua cú sốc để có thể đại diện Việt Nam trình diễn thật xuất sắc tại Miss Universe 2021 sắp đến. Giữa ồn ào qua Mỹ, Đam Vĩnh Hưng làm điều đặc biệt cho cố nghệ sĩ Chí Tài và Phi Nhung. Gần đây, ngoài lâm xâm từ thiện, Đàm Vĩnh Hưng còn vướng phải loạt drama pháp lý liên quan đến nữ đại gia Phương Hằng. Do đó, mọi động thái của nam ca sĩ đều được khán giả vô cùng quan tâm. Mới đây, anh đã có chuyến lưu diễn dài ngày sang Mỹ, dù trước đó Đàm Vĩnh Hưng vướng phải ồn ào bị phạt và cấm nhập cảnh Mỹ. Trong lần đi Mỹ này, nam ca sĩ cũng đã ghé thăm mộ của hai cố nghệ sĩ Chí Tài và Phi Nhung. Trên trang cá nhân, Mr. Đàm bày tỏ Hôm nay là một ngày mình thấy nhẹ nhàng trong tim, đã thăm được anh Chí Tài và bé Phi Nhung, đồng thời đến được bi mộ tập thể có tên gì ruột thứ tư của Hân. Dưới bình luận, rất nhiều khán giả đã để lại sự trân trọng khi Đàm Vĩnh Hưng đến thăm nơi an nghỉ của những nghệ sĩ tài ba. Tuy nhiên, anh vẫn phướng phải rất nhiều chỉ trích từ một bộ phận cư dân mạng cho rằng Mr. Đàm trốn sang Mỹ để tránh phải sao kê, nhất là giữa lúc Bộ Công an đang gắt gao rà soát các tài khoản ngân hàng kêu gọi từ thiện. Trước đó, ngoài vụ ông ào với bà Phương Hằng, Đàm Vĩnh Hưng còn khiến khán giả vô cùng sốc và ngỡ ngàng khi đã âm thầm có vợ là bà bầu xô hải ngoại, liên phạm. Không chỉ thế, gần nhất, cả hai còn đã ly hôn sau gần hai thập kỷ quen biết và kết hôn. Dù vậy, hậu tan vỡ, bà bầu liên phạm vẫn giữ mối quan hệ gần gũi, văn minh và theo dõi cũng như ủng hộ chặng đường làm nghề của chồng cũ. Được biết, cả hai không phân chia tài sản với nhau. Bạn nghĩ gì về những lùm xùm từ việc thiện nguyện, pháp lý cho đến đời tư và cả những ý kiến trái chiều xoay quanh Đàm Vĩnh Hưng trong khoảng thời gian vừa qua? Liên tục bị phốt, nhưng tỉnh thất bồng lai vẫn kiếm tiền cực khủng. Mới đây, tỉnh thất bồng lai lại khiến dân mạng vô cùng phẫn nộ trước việc phủ nhận kêu gọi mạnh thường quân ủng hộ thiện nguyện. Cụ thể, Hoàng Nguyên, đệ tử của ông Lê Tùng Vân khẳng định họ chưa bao giờ kêu gọi quyên góp. Thay vào đó, sau thách thức danh hài, các bé được nhiều người mến mộ, nên tôi có để số tài khoản dưới link Youtube. Ai thương thì người ta cho thôi. Mặc cho hàng loạt ồn ào đang bổ vây, thì nơi này vẫn ngang nhiên kiếm được một số tiền vô cùng lớn, thậm chí là còn tăng cao, nhờ vào việc nhiều người tò mò, quan tâm và ghé vào kênh Youtube của mình. Cụ thể, theo thống kê của chuyên trang về mạng xã hội Social Play, trong 30 ngày qua, lượng người theo dõi của kênh 5 chú tiểu, nhóm bồng lai like đã tăng 25%. Bên cạnh đó, lượng view cũng tăng 34,9%. Vì vậy, số tiền tỉnh thất thu về mỗi tháng có thể lên đến 7,2 ngàn USD, đến 115,5 ngàn USD, tương đương 163 triệu, đến hơn 2 tỷ 615 triệu. Mỗi năm ước lượng từ 86,7 ngàn USD đến 1,4 triệu USD, một con số vô cùng lớn. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là số liệu tham khảo ở nước ngoài, còn tại Việt Nam, dữ liệu thực tế khi nhận về có thể thay đổi. Trước đó, phía cơ quan chức năng cùng Đài Phát thanh và Truyền hình Long An cũng đã đưa tin, tại tỉnh Thất Bồng Lai không chỉ có việc sống nhờ kêu gọi quyên góp của Mạnh Thường Quân, mà ngay cả đến mối quan hệ huyết thống của các chú tiểu và Nico tại đây cũng vô cùng rườm rà và phức tạp. Thậm chí, được biết có 3 trên 5 bé từng dự thi thách thức danh hài đã được đăng ký giấy khai sinh với cơ quan địa phương cũng như đang sống cùng mẹ tại đây. Đồng thời, vào buổi họp báo của Bộ Nội vụ mới đây, nói về tỉnh thất bồng lai, ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó ban Tôn giáo Chính phủ còn nhấn mạnh sự việc có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi. Hiện tại, những lùm xùm xoay quanh nơi này đã được Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp tục đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Long An sẽ xác minh làm rõ. Bạn nghĩ gì về mức thu nhập khủng trên và hàng loạt ồn ào liên quan tới tỉnh thất bồng lai? Mặt hải tú gây bảo mạng, Thiều Bảo Trâm vẫn kiên quyết một thái độ. Mới đây Hải Tú, nhân vật đình đám trong drama Trà Xanh của Sơn Tùng MTV và nữ ca sĩ Thiều Bảo Trâm đã có màn trở lại gây bão cả cõi mạng xã hội. Không chỉ vậy, cư dân mạng còn bất ngờ khi ngay sau đó, chủ tịch Sơn Tùng đích thân gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Hải Tú trên Instagram và Facebook của mình. Do đó, rất nhiều cư dân mạng vô cùng tò mò về động thái của Thiều Bảo Trâm sẽ phản ứng như thế nào khi tình địch tin đồn lại đang vô cùng hot. Thế nhưng cho đến nay, nữ ca sĩ vẫn quyết giữ nguyên một thái độ im lặng cô không đăng tải bất kỳ điều gì lên mạng xã hội kể từ sau khi Hải Tú rầm rộ trên mạng, dù trước đó cô nàng vẫn chăm chỉ check-in khoe video xinh xắn. Trước đó, drama trà xanh nổ ra khi vào tối ngày 20 tháng 1 năm 2021, hội bạn của Thiều Bảo Trâm đã đồng loạt gửi lời động viên nữ ca sĩ và còn ẩn ý có người thứ ba xen vào mối tình tin đồn giữa cô và Sơn Tùng. Ngay sau đó, Hải Tú bị gắn liền với mát trà xanh và bị khui lại hàng loạt câu chuyện cũng như nhiều hình ảnh cặp đôi lộ hình với Sơn Tùng. Vì vậy, cô nàng đã bị lập nên vô số nhóm anti tố nhà em rể cũ vô trách nhiệm chị ruột đặng thu thảo tiết lộ thêm sự thật vừa qua sau khi chồng cũ hoa hậu đại dương đặng thu thảo lên tiếng đòi kiện thì phía người đẹp và chị ruột của cô cũng liên tục bóc phốt người cũ mới nhất chị ruột đặng thu thảo đăng đàn tố nhà chồng cũ em gái vô trách nhiệm hai cháu ở nhà ngoại quanh năm suốt tháng chẳng bao giờ ngoại thang Hai cháu ở nhà nội được có 6 ngày đúng, cả dòng họ khóc lóc than trách người mẹ tội nghiệp. Không chỉ thế, người này còn bức xúc. Đáng trách là tới giờ cả dòng nội hai đứa sinh đôi từ lớn tới bé, chưa ai hỏi thăm các con ăn uống sống như thế nào, kể cả cha tuổi nhỏ, toàn đạo đức giả. Đáng chú ý, khi một người bạn để lại bình luận, chắc nghĩ chu cấp 8 triệu cho hai đứa nhỏ là nhiều và hết trách nhiệm, thì chị gái Đặng Thu Thảo bất ngờ tiết lộ, mang tiếng chu cấp chứ tháng này chưa có gì em ạ, chắc đang tìm cách tránh trách nhiệm. Thậm chí cô còn cho biết, phía nhà chồng cũ của Đặng Thu Thảo làm mọi cách để cho nàng hậu không đi làm kiếm tiền được. tuy nhiên hiện đây chỉ là lời nói một chiều từ phía người đẹp mọi chuyện còn phải chờ chồng cũ đặng thu thảo lên tiếng làm rõ Ngô Diệp Phạm bất ngờ có động thái lạ giữa lúc ngồi tù, gần 3 tháng bị giam vào tù vì nghi án quan hệ với các cô gái chưa đủ tuổi vị thành niên. Ngô Diệp Phạm khiến cả showbiz hoa ngữ phải nín thở vì cuộc thăng trừng rác mặt chưa từng có trong lịch sử làng giải trí nước này. Mới đây nhất vào tối qua, ngày 12 tháng 11, trang Sina bất ngờ đưa tin giữa lúc đang ngồi tù, Ngô Diệp Phạm đã xin rút đơn kiện hai bị cáo gồm người họ cha và một công ty tại Thâm Quyến về vấn đề tranh chấp trách nhiệm pháp lý trên internet. Được biết, sau quá trình xem xét, tòa án chấp thuận cho nam diễn viên rút đơn kiện. Dù vậy, nên tin dân xứ chung vẫn chưa thể đoán ra được lý do tại sao Ngô Diệt Phàm lại có hành động bất ngờ trên giữa lúc đang ngồi tù. Đồng thời, cư dân mạng bày tỏ, cậu này vẫn theo đuổi pháp lý các vụ kiện khác hay sao? Lo cho cái bản án của cậu đi. Tôi vẫn đang chờ quyết định của cơ quan chức năng về bê bối của Ngô Diệt Phàm. <laughs> Thậm chí, dù chưa hoàn toàn được xác thực 100%, nhưng từ khóa Ngô Diệt Phạm rút đơn kiện, chém chệ đứng vị trí top 1 tìm kiếm Weibo suốt từ tối ngày hôm qua cho tới nay, ngày 13 tháng 11. Bạn nghĩ sao về thông tin và hành động này của nam diễn viên? Jisoo và Chung Hae In gây bão vì visual cực đỉnh trên bìa tạp chí. Gần đây, thông tin bộ phim Snowdrop của Jisoo, Blackpink, Chung Hae In sắp ra mắt đã khiến dư mạng tại Hàn Quốc vô cùng xôn xao và náo nhiệt, cũng như mong chờ màn kết hợp visual giữa nữ thần nhan sắc của K-pop và nam tài tử đình đám. Mới đây ngày 12 tháng 11, một tạp chí thời trang danh tiếng đã tung ra loạt ảnh của Jisoo chung Hae in cho số tháng tới. Ngay lập tức, bộ ảnh này lại càng làm mạng xã hội bùng nổ và netizen chia sẻ không ngừng vì combo nhan sắc tuyệt vời. Trong khi Jisoo tỏa sáng với sống mũi cực phẩm, gương mặt ở góc độ nào cũng đủ để khiến người ta phải ngưỡng mộ, thì Chung Hae In lại làm chị em phụ nữ đứng ngồi không yên với gương mặt điển trai, vừa sắc sảo lại vừa ấm áp hút hồn. Trước đó, khi poster phim Snowdrop được tung ra, cư dân mạng xứ sở Kim Chi cũng phấn khích bởi phản ứng hóa học tình tứ của Jisoo và Jung Hae In. Thậm chí, những hình ảnh cắt ra từ teaser cũng khiến dân tình không ngừng chia sẻ, bàn tán bởi độ nghệ thuật và tình cảm đến ngọt ngào của cặp đôi. Còn bạn, bạn nghĩ gì về những hình ảnh này? Liệu bạn có trông chờ một siêu phẩm sắp ra lò hay không? Tin tức vừa rồi đã kết thúc bản tin trưa nay. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị và các bạn. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe. Ai biết sẽ tiếp tục cập nhật tin giải trí nổi bật trong bản tin tối nay mời quý vị chú ý theo dõi.